Chào mừng quý khách đã trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Sơn Năm Quận 7. Và sản phẩm ngày hôm nay mình muốn giới thiệu đến mọi người chính là mẫu tủ TV Louis gỗ cẩm lai 100% tự nhiên cao cấp. Và gỗ cẩm lai này với xuất xứ là nguồn gỗ cẩm lai Campuchia, với những đường vân siêu đẹp trải đều khắp mặt gỗ và được sơn đông gia công với quy cách là chiều ngang phủ bì là 2m37, cao 67cm và chiều sâu là 45cm. Có thể nói gỗ cẩm lai là một trong những cái dòng gỗ tự nhiên cao cấp loại 1, đứng đầu trong top 1 những loại gỗ tại Việt Nam, được rất là nhiều người khách hàng tin dùng và hướng đến bởi những cái đường vân cũng như là tính chất chống chịu mối mọt cong vênh và cao cấp của nó đem lại cho gia chủ. Được thiết kế với tổng cộng 6 hộc kéo cùng với 2 hộc tủ ở bên chính giữa, tạo nên một không gian để những cái đồ vật dụng trong gia đình rất là phù hợp. Mặt trên được thiết kế bằng phẳng để có thể để được những cái tủ tivi rất là lớn, chịu được lực cao bởi vì gỗ cẩm lai là dòng gỗ cứng, chắc, nặng, chống chịu được mối mọt cong vênh nhiều nhất. Cái phần khóa kéo được chúng tôi làm bằng đồng, vô cùng cao cấp, để đi đôi cho bộ sản phẩm trở nên cao cấp và đẹp hơn. Những cái đường nét hoa văn đơn giản nhưng vô cùng thu hút đã tạo một phần điểm nhấn cho sản phẩm. Và cái phần hộc kéo được thiết kế uốn lượn chứ không vuông vức, lại càng khẳng định thêm cái giá trị của cái tủ TV cẩm lai này. Hộc kéo uốn lượn theo cái độ uốn lượn của cái mặt tủ rất là đẹp, không hề bị cứng nhắc. Và những cái đường vân gỗ ở đây được chúng tôi tuyển chọn rất là đẹp ở mọi ngóc ngách, từ trong đến ngoài tủ. Và đây là hàng tuyển được lọc giác cẩn thận kỹ lưỡng hơn 98%. Đi đôi với đó là quá trình tẩm sấy gỗ vô cùng chất lượng với hệ thống lò sấy riêng hiện đại. Gỗ sau khi tẩm sấy sẽ đạt độ ẩm từ 8 đến 12% để chống chịu được tất cả mối mọt cong vênh cũng như là tránh cái quá trình co ngót của gỗ. Và cái mẫu này phải nói là rất là đẹp, được chúng tôi gia công cẩn thận và kỹ lưỡng mà khó có một đơn vị trên thị trường nào có thể so sánh được. Toàn bộ mặt sau, mặt trước, mặt trên và mặt dưới của tủ đều làm từ chất liệu gỗ cẩm lai. Như mọi người có thể thấy là những cái vân gỗ ở đây đẹp từ mặt trước đến mặt sau, được chúng tôi chà nhám và sơn bóng cẩn thận kỹ lưỡng từng ngóc ngách. Và tủ này với chiều ngang phủ bì là 2m37 thì có mức giá niêm yết là 61.900.000 đồng. Mọi người hãy gọi vào số hotline 0869 018 768 để được nhân viên bên mình tư vấn trực tiếp và hỗ trợ nhiệt tình, hoặc có thể đến tất cả các chi nhánh của Sơn Đông để tham quan, mua sắm và sở hữu sản phẩm. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết clip ngày hôm nay. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những clip lần sau nhé.